Nói lại đi vô trong cái từ nhà của con Amaya Nguyễn này nè, nó đang like với ông Cái gì vậy? mà tên Thái Ừ. em mới xin được đó là lên like được chốt, mới đặt đó là hai cái câu hỏi nãy em nói với chị rồi đó. Câu hỏi thứ nhất là mấy anh chị trong nước Việt Nam hay là ở bên Trung Quốc, câu Em là ở Việt Nam này á tham nhũng quan chức đều tham nhũng, vậy ở nước ngoài á hỏi quan chức có tham nhũng thôi hay không, và quan em chức ở Việt Nam tham nhũng thì bị xử, bị anh đứng trước vành móng ngựa và bị đưa ra pháp trường là xử là có nha. Còn quan chức ở nước ngoài ừ. á cũng có bị xử nữa, nhưng mà có bị quan chức mà ngồi luôn ở tù chưa, cái thứ hai là có quan chức nào ra pháp trường chưa, mới đặt câu hai câu hỏi kích em chắc cả luôn. Nó nói em á, thằng này là dương lượng viên ba cũ của là ban tuyên giáo nè, lập trình nó sẵn những cái câu hỏi nó vô đó, nó phá chị đó, để nó đặt những cái câu hỏi này thầy nó sẽ nói là theo cái chủ đề của nó là mấy người này là mấy chúng ta ở nước ngoài cho nên là không có được nói về cái vấn đề trong nước, là chỉ có người Việt Nam mới được là lên Nói chuyện xong không rồi được kích em dân rồi, ra luôn, nói trời chuyện nó không được chửi rồi nói thằng này là bưng bô. nè. À, em nói chuyện không Đấy, sau được cái câu đó rồi, bây giờ mới nói như em nhận được không được. nè. Để nói đi, bây giờ em nói tiếp đi, hồi nãy em lên đó rồi nó có cho em nói chuyện không? Em mới đặt hai câu hỏi đó, nhưng mà cái con nhỏ đó thì nó không trả lời, nó cho thằng khác trả lời. Và thằng đó nó cũng chẳng trả lời đâu vô đâu vậy đó. Nó nói cứ cà khơi gì đâu mà. Nó nói xong cái quay bắt đầu nó chửi thôi, chị cho thằng này xuống đi, thằng đó là ngu lắm. Ốc chó gì đó, nó là thằng Dương Quyên ba cũ quân bô là cho hả ban tuyên giáo đó, những cái câu hỏi của nó là được cái gì viết sẵn nó ngồi chứ, nó đã để chứ, nó ngồi nó đọc đặng nó hỏi chị em mà nó vô nó phá chứ, nó vô đây nó quậy rồi chứ không làm gì cho nên Đâu có em phá nhìn cái người đâu. không có Cái chương trình này của chị cũng vậy nữa, chị vô cũng lịch mời sự ba là que vô tôi đây chẳng trực tiếp luôn mà. cái đoạn live em live dưới hả cái từ nhà là vẫn còn á, còn ai mà nói là tôi vô đó để quậy để chửi bới thì mà chút á xem cái đoạn live đó thì sẽ biết không, Không, bây giờ tôi rất là lịch 2018 sự là bên đàng đây gì? hoàng, Nói đi cưng. nhưng mà ha đáp lại cái sự lịch sự mà là chửi mà là ngu là chó là bưng bô này kia kia thì thôi là thua, nhưng mà không nói nữa. Sau khi kết xuống xong á bắt đầu là chửi chửi thằng này là thằng ngu là bưng bô là cho là hả cho đảng để gì để là hả coi như mình gọi là khủng bố những cái vấn đề mà hả mình gọi là cái tư tưởng của là người dân, thằng này là hả Ừ. chuyên gì đi đã tiếp tay cho là hả mà đảng này kia kia nọ để gì để đi là hả đảng khách dân, thì em thấy nghe nói tới đấy em chào thôi luôn, nói em nó Thì bây giờ chị là nói thằng em này nghe. là người máy. Mà khoan để em nói xong cái này là nó nói là muốn gì là dương nguyên của ban tuyên giáo đó, là chứ vô cái đó like là đọc cái câu hỏi gì sẵn đó đọc vừa phát đã cùng đợi các bạn em thì mới trình độ có lớp 3, em là công nhân bốc xếp thấy ở cảng cá chứ khó gì giỏi đâu, mình thấy người ta là ở nước ngoài mình thấy cũng có khoái nên mình vô là mình muốn mà hỏi chuyện như này trao đổi một chút, thì sẵn tiện mà mình thấy người ta cũng là dân có trình độ cho nên mình mới hỏi mấy câu hỏi đó thôi, quay qua chửi mình giống như là tát nước luôn, cái điều mà lấy máy bơm hút thì không kịp luôn. Rồi kết thúc chị đó đi. Nói với em á, hiện tại bây giờ chị nói rồi, tất cả trong chị em chúng ta đúng không? 2018 rồi, bây giờ mình đi nói theo thời điểm. Tại vì khi lúc mà chị em mình lên á, lúc lên là chị trước kia thì ai không biết tới, lúc chị lên á thì thấy nó chửi đất nước mình quá thì mình cứ chửi thôi, đúng không? Mình cứ chửi lại thôi. Thì bây giờ những cái từ chửi đó, mình hồi đó chị đâu có biết chữ tục chữ thời đâu, thì các anh các chị mình thì cũng nhìn bản chất của Thái Học Nhiên có biết chữ tục hay chữ thời không. Người ta biết chữ tục thì ta biết chị chửi nhiều cái văn gì, nhiều cái để mà nó chửi nó có bài bản là người ta biết chữ lộn. Còn Nhiên thì Nhiên không biết chửi chửi lộn đó, đó là sự thật. Vì cái chỗ mà bức xúc quá mình mới lên mình chửi tụi nó lại, mình chửi lại thôi. Nhưng mà ở đây đó mình chửi, nói chung là mình cứ là bây giờ mình chấp nhận mình chửi là mình không có sợ tội nữa, mình không có gì ai chứ, mình vì gia đình, mình vì con cái, mình sự giữ bình yên cho con cháu của chị em mình đi, nói chung là vậy đi. Thấy nó nói sai sự thật thì mình cứ Dạ. chửi.
Nhưng mà khi mà cái đất nước Việt Nam mình hiện nay bây giờ 2018 mình không chửi nữa, mong tất cả anh chị em mình được bao giờ chửi tục. Đó là như là chị làm hà, chị làm gương cho tất cả anh chị em không chửi. Mình có nhiều cái luận điệu để mình bẻ người ta lại lắm, không có chửi tục mà mình làm là mà mình nói được cái mình về quá đúng. Giải được đúng không em? Bây giờ trước nhất giờ chị với Sa Đạo đi cũng đâu có gây thù chuốc oán gì, đời cha ông mình mà đâu gây thù chuốc oán gì, thì hai người cũng là khác nhau là gì, cái một người thì bên bên kia, người thì bên bên đây, mà trong khi đó là cũng binh với nhau, bên mình thì binh Đảng Cộng sản, bên kia thì binh Việt Nam Cộng hòa thời Mỹ, đang không vậy cái hai người cứ tự chửi nhau này kia kia nọ. Bây giờ mình không chửi nữa, bây giờ mình quá giải làm bạn đi đó không? Rồi bây giờ bạn muốn sao? Bây giờ bạn nói sai về đất nước, giờ tôi nói với bạn nghe, bây giờ bạn nói sai chỗ nào, tôi sẽ đi dẫn chứng cho các bạn thấy. Làm như vậy thì mỗi bên là bắt đầu mình có cái để trao đổi, phải không? Còn các bạn muốn thương người dân, mình góp ý cho tất cả hai bên mà các bạn muốn thương người dân đúng không? Các bạn coi những cái trong nước mình, một cái tên tham quan nào đó, các bạn đúng cái tên đi, phải không? Tên tham quan đó và những cái chứng cứ mà những tên tham quan đó đang ăn hối lộ gì đó, đang làm hại gì đất nước đó, có bằng chứng đi, các bạn cứ đưa lên, nhà nước ta chưa phát hiện đúng không, thì các bạn có bằng chứng các bạn cứ đưa lên, thì tôi cũng không binh các bạn đâu, mà tôi cũng không bao giờ phản đối các bạn. Các bạn làm gì, làm chi cho tốt người dân chúng tôi, những tên tham quan đó mình nên bài trừ đó, các bạn cứ làm đi, mà phải có chứng cứ đàng hoàng đầy đủ mà chứng cứ xác thực nha, tôi mới ủng hộ các bạn. Còn các bạn mà đưa chứng cứ sai tôi cũng phản đối các bạn thôi, chứ đất nước Việt Nam mình mà mình đi bung bít cho những cái tên tham quan đó, rồi có phải cái đất nước mình mỗi ngày bỏ đi xuống không, bà con khổ không? Thì mình phải làm những cái những chương trình đó đúng không em? Chứ chị không có muốn để mà chửi qua chửi lại hoài, thì anh chị em chúng ta thì cũng là một người dân đất nước Việt Nam, mà chị, mình ở trong nước mình chửi người ta thì đâu có sao đâu. Mình chửi ra tôi không muốn chửi nữa là tại vì chị muốn quá giải cho anh chị đó. Đặng chi anh chị là đây hiện tại giờ đang có cuộc sống ở đất nước bên nước ngoài hải ngoại rồi, họ đang có cuộc sống ổn định bên bên hải ngoại rồi, họ cũng có công ăn việc làm rồi. Đúng. Chị muốn quá giải những người như thế, đặng cho họ đi về đất nước Việt Nam, đặng họ đi du lịch đất nước Việt Nam, đi về thăm xứ sở nơi chôn giao các cúng của gia đình họ đó, vì chỗ đó họ đi đi về về thì thành ra có một cái tình cảm thiêng liêng không, họ có thương đất nước Việt Nam mình đó, thì họ nên gì cùng chung tay với bà con trong nước đó. Giờ sợ những thằng thằng ăn hối lộ thì giờ bà con ở ngoài nước cũng không cùng chung tay đất nước Việt Nam mình, thì coi con đường nào nó bể hư gì đó hay là quặt cầu gì đó thì cùng chung tay với bà con trong nước xây cầu bắc đường trường học những vùng cao vùng sâu vùng xa, còn rất là nhiều hãy cùng chung tay với bà con trong nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp lên, đặng chi cho tương lai con của chúng ta, con tương lai của con cháu chúng ta. Bây giờ bà con phải hải ngoại đi đang chống phá đất nước Việt Nam đi đúng không, rồi đất nước Việt Nam đi nó suy tàn nó suy lụi đi, rồi cái ở bên ngoài đi đúng không, nó tấn công vào Việt Nam, không phải đất nước Việt Nam lúc đó là chiến tranh không, không phải con cháu chúng ta gây khổ không phải con cháu chúng ta đâu, còn con ông bà của các bạn ở đang ở trong nước cũng khổ thôi đúng không? Mà khi mà đất nước Việt Nam đi rồi đất nước Việt Nam mà nó suy tàn suy lụi đi, rồi như thời Việt Nam Cộng hòa mà cầm cái đất nước này đi, rồi khổ như vậy đi, các bạn nghĩ sao đó. Giờ chị muốn đi con đường là muốn cho các bạn phải đi đúng hướng con đường, cho các bạn đặng cha mẹ ông bà dòng họ các bạn còn trong nước thì nên cùng bà con xây dựng một cái đất nước, chứ đừng bao giờ mà đi lên đây mà cứ lúc nào cũng chửi cũng nợ của ở đây cứ chửi ở đây chửi lại à hả vậy đó. Đó mà ở đây chửi mà chửi ác hơn đó không, còn một sắp bật từ bự luôn nè để cho các bạn biết, tôi nói các bạn muốn đấu với trong nước này là những người mà yêu nước như duyên nha, nói tiếng yêu nước đi, tôi là người dân đứng trên đất nước Việt Nam, tôi phải yêu đất nước tôi Việt Nam, mà ai nói sai, tôi là cái người dám làm tất cả, tôi bỏ tiền tôi làm tất cả, tôi làm tôi hạ nhục uy tín danh dự của các người, cái gì tôi cũng làm được, các người cũng làm những điều
các người là tôi không có kiểu muốn chửi các người nữa. Các người tôi vợ bắt rồi. Đúng rồi. Thì tôi cũng biết lôi Ngô Đình Diệm ra tôi chửi. Đúng không? Các người biết chửi Bác Hồ thì tôi chửi lên Ngô Đình Diệm. Các người chửi Đảng Cộng sản, chửi Viện Cộng. Trong đó có gia đình tôi thì tôi cứ lôi những thằng Việt Nam Cộng hòa, Ngụy Quân, Ngụy Quyền ra tôi chửi. Thấy không? Không lẽ giờ chửi qua chửi lại hoài, chửi qua chửi lại hoài, đối với tôi không mệt đó. Tôi là kinh doanh giỏi, tôi nhiều cái nhà hàng thức ăn của tôi. Thấy không? Tôi ở nhà tôi chỉ giám sát camera thôi là gắn thả tao tôi lên mạng tôi chửi các bạn được không? Tôi chửi các bạn một ngày ha. Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng tôi đố các bạn lại tôi hỏi. Giờ cá nhân thấy không? Chửi không? Giờ ai ngon mà giờ ngồi ngay màn hình mà ngồi ngày này qua tháng kia dám ngồi với tôi không? Tôi chửi lộn cho mà thấy. Chửi tay đôi luôn. Chửi qua chửi lại mà ngồi chạy cái ghim cái cộng sản vô rồi ghim lên máy luôn rồi ngồi tại đây chửi, ngồi tại màn hình chửi. Dám chửi không? Chửi như vậy mới là chửi. Quá tại chị luôn mà. Ai chửi tay đôi với tôi nè. À, không. À. Bây giờ bên mà mấy cái đó Ngụy Quân, Ngụy Quyền đại nội đó chửi không? Ừ. Sao em? Mấy cái người, mấy cái người mà em gọi là mấy cái nhà dân chủ hải ngoại đi. Nghĩ cũng lạ, họ luôn lúc nào cũng nói là họ yêu nước, họ vì đất nước. Mình chỉ lên mới hỏi hai câu hỏi thì anh chị đã làm gì cho được cho đất nước, gồm những gì cho nhân dân chưa? Không trả lời. Chửi mày ha, mày đi mưng bô cho hả ba cũ cho hả bạc tiền giáo. Trời ơi, chửi mình thì tắt nước. Mình chỉ hỏi đơn giản chỉ mới có mấy câu hỏi đó thôi. Nếu mấy anh chị yêu nước thì mấy anh chị đã làm gì được cho đất nước chưa? Và các anh chị đã làm được gì, những gì rồi? Không trả lời. Đấy, đó là một cái nữa. Nếu như các anh chị thật sự là em người không được yêu nước. Trong em thì hiểu. Ôi xài chia hơi, cái dạng chia hơi nó tự những cái nhà dân chủ mà mạng hải ngoại đó mà người em bây giờ chị Nguyễn Thị Thanh đối với em bây giờ em thả hết trơn cho chị nói một cái. Bây giờ Nhiên nó cứ thả hết vô trong nhà Nhiên, bất cứ Tăng Thái Ban Nê Trường hay ai bất cứ muốn lên Nhiên cho lên thôi nhá. Nhiên tranh luận đủ khả năng, Nhiên còn nào Nhiên không biết thì Nhiên bỏ qua nhé. Cái phần Nhiên không biết là Nhiên sẽ gọi cho một người khác vô trả lời cho các bạn. Hả? Trong nhà Nhiên hiện tại bây giờ Nhiên thả bao que mà thả công khai luôn mà. Còn vô nhà Thái Ngọc Nhiên này nói chuyện đàng hoàng thì Thái Ngọc Nhiên nói chuyện đàng hoàng. Còn mà vô đây mà chửi tục chửi hời mà chửi chỉ để chó đi ngựa chửi tục chửi hời là Nhiên chặn. Nhiên cho từ của vô nhà ta thì mình cũng lịch sự thì mình cũng chào hỏi. Không bây giờ thì cũng bắt chước chịu, bây giờ không có vụ mà vô mà chửi tục với người ta. Còn họ mà tục thì mình sẽ tính theo tục. Nhưng mà tiền đó là có vô nhà ta cho là thiếu lịch sự. Mình vô lịch sự chào hỏi đàng hoàng, lên thì cho lên thì mình chỉ đặt mấy vài câu hỏi cái vấn đề đó thôi. Nếu như thật sự họ là những cái người yêu nước thì họ đã làm gì được cho cái đất nước này? Và đã làm được những cái việc cụ thể gì chưa? Hay chỉ thấy là tối ngày lên mạng thôi. Lúc nào cũng hô hào là chửi gì? Đảng tham nhũng, nói sao lên nói hết là nói là đảng tham nhũng. Bên em nó bị dập cái gì cưng à? Đó là cái mạng bên em nó hiểu rồi chị, tại vì chia hơi nhiều quá vậy. Đó là đảng bán nước cho Tàu rồi đến năm 2020 sẽ là một lĩnh của là Trung Quốc dần dần. Nhưng mà khi người ta vô mới chỉ hỏi được có vài câu gì đó gì, đã kích và chửi và nói mình là gì? Đi là gì bưng bô là cho mấy ông chính quyền rồi là cái gì là lãnh lương ba cũ đè đầu á là đè đầu dân đen. Nhưng mà tôi cảm thấy thật là buồn cười. Cái gì nói là các chị yêu nước đấu tranh cho đất nước nó bị dập rồi, em thoát ra đi, em thoát ra đi, em lên lại em thoát ra đi xe chứ em đang xe nè em đang cho bà con biết về cái những thằng thằng như chị đồ đang đánh phá Việt Nam như thế nào chứ. À, sao chị? Anh Tàu Lạ gọi bên này nha, anh Tàu Lạ. Ừ, đang gọi. Em đang gọi chị. Bên này sao? Nó đỡ hơn nhiều. Ừ, đỡ hơn sao? Đổi cái máy, không biết cái máy này nó ok không? Em không biết. Ok, sao chị? Tại cái máy em dự liệu nhiều quá. Ừ, chị muốn nói gì nói đi. Hôm nay em trả lời với chị. Chị nào muốn chia sẻ nữa thì gọi nha. Rồi, sao? Em đang nghe. Em Tàu Lạ bên này coi, có được. Ừ.
Sao hôm nay chia sẻ gì nói đi, em sẵn sàng đáp ứng với chị hết. Sao chị?